điểm bỏ phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đóng lại 1/3 số ghế tại Thượng viện và toàn bộ Hạ viện, và nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền địa phương trong 2 năm tới đã được các cử tri Mỹ quyết định thông qua lá phiếu bầu cử. Tôi lựa chọn bầu cho các ứng viên của Đảng Dân Chủ bởi tôi muốn có những chính sách nhằm bảo vệ quyền phụ nữ. Tôi nghĩ rằng tham gia bầu cử sẽ giúp tôi thể hiện tiếng nói trong các vấn đề liên quan đến cộng đồng dân cư của mình. Các vấn đề lạm phát và giá nhiên liệu là mối quan tâm lớn nhất của hơn 42 triệu cử tri. Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ năm 2022. Cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đang là một trong những chủ đề tin tức được quan tâm nhất trong những ngày này. Đến chiều tối ngày 8 tháng 11 theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã bắt đầu được đóng tại nhiều bang. Nhiều điểm bỏ phiếu ở các bang Indiana và Kentucky là những nơi đầu tiên đóng cửa vào lúc 18 giờ theo giờ địa phương. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ này, cử tri Mỹ sẽ đi bầu toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 1/3 số ghế tại Thượng viện, cùng nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền địa phương. Theo cập nhật mới nhất của hãng tin AP, cuộc đua tại Thượng viện đang diễn ra gay cấn khi mà Đảng Cộng Hòa đang dẫn trước Đảng Dân Chủ với tỷ lệ sít sao, với lần lượt là 44 và 41 ghế được xác định. Còn tại Hạ viện, Đảng Cộng Hòa đã dẫn đầu với tỷ lệ cách biệt là 146 ghế so với 89 ghế thuộc Đảng Dân Chủ. Trong một diễn biến khác đáng chú ý thì hàng chục máy kiểm phiếu điện tử tại bang Arizona đã gặp sự cố, làm dấy lên những tranh cãi về kết quả bầu cử ở bang này. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong một bối cảnh nước Mỹ đang phải ứng phó với những thách thức lớn cả về kinh tế và xã hội. Vậy cử tri Mỹ nghĩ gì và trông đợi gì ở kỳ bầu cử này? Hãy cùng lắng nghe phát biểu của những người vừa bước ra khỏi phòng bỏ phiếu. Với chị Lori, kỳ bầu cử này là một dấu mốc hết sức quan trọng bởi nó đánh dấu lần đầu tiên chính thức đi bầu cử tại Mỹ, quê hương mới của chị. Đây là lần bầu cử đầu tiên vì tôi chỉ vừa trở thành công dân Mỹ được vài tháng và tôi lựa chọn bầu cho các ứng viên của Đảng Dân Chủ bởi tôi muốn có những chính sách nhằm bảo vệ quyền phụ nữ. Quan trọng hơn, nhiều cử tri, đặc biệt là ở các bang dao động, coi đây là cơ hội để tác động. Chúng tôi phải làm gì đó để thay đổi xu hướng lạm phát kỷ lục hiện nay. Chính phủ đã chi tiêu quá nhiều và mọi thứ cần được lập lại trật tự. Bên cạnh các cuộc bỏ phiếu bầu chọn nghị sĩ quốc hội, cử tri tại Mỹ cũng sẽ bầu chọn thống đốc bang cùng nhiều quan chức cấp địa phương khác ở nơi họ sinh sống. Nhiều người tin rằng việc lựa chọn người đại diện cho họ ở các vị trí này cũng có ảnh hưởng không kém phần quan trọng. Nhiều người không đi bầu vì họ không nhận thấy rằng các cuộc bầu cử có muốn những vấn đề cấp thiết và quan trọng với họ sẽ có thể tìm ra lời giải sau cuộc bầu cử. Không rầm rộ và thu hút nhiều sự chú ý như các năm bầu cử tổng thống, song mỗi đợt bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đều có ý nghĩa quan trọng tới chính trường Mỹ. Đảng Dân Chủ của Tổng thống Joe Biden đã kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ trong 2 năm qua. Phạm Quang Vinh, cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong cuộc trả lời chuyển động 24 giờ ngay trong sáng nay. Nếu như cái kịch bản là Cộng Hòa sẽ giành được một viện hoặc là cả hai viện thì nó sẽ thay đổi cấu trúc quyền lực ở trong lòng nước Mỹ. Tức là cơ quan hành pháp, Tổng thống vẫn là Nhà Trắng và Tổng thống tục nằm trong tay hành pháp và của Tổng thống Biden. Nhưng cái việc triển khai chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Mà cái khó khăn ở đây thể hiện trước, nó có nhiều điểm nhưng thể hiện trước hết hai điểm. Tức là Quốc hội, nhất là Hạ viện, là cơ quan quyết định về ngân sách. Muốn triển khai được những chính sách của mình phải có ngân sách. Cái thứ hai là thông qua luật. Thế thì cái việc thông qua luật để thúc đẩy những nội của nước Mỹ nó sẽ nhiều hơn. Nó hướng nội cả về cái câu chuyện mà phát triển của nước Mỹ cũng như là trong chính sách đối ngoại. Xin đơn cử một cái ví dụ, những cái chiến lược triển khai với bên ngoài của nước Mỹ sẽ vẫn tiếp tục theo chính sách của chính quyền Biden. Nhưng nếu như trong cái triển khai, nhất là liên quan đến tài chính, thì sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều, trong khi nước Mỹ, trong lòng nước Mỹ, kinh tế và lạm phát cũng làm cho kinh tế rất khó khăn. Kinh tế chính là một trong những chủ đề nóng hàng đầu của kỳ bầu cử năm nay, với khoảng 41% cử tri Mỹ trong các thăm dò cho biết đây là vấn đề quan trọng hàng đầu với họ. Nước Mỹ hiện đang phải trải qua giai đoạn lạm phát cao nhất trong nhiều thập niên và bởi vậy mà hạ nhiệt giá cả những hàng hóa thiết yếu như giá xăng chính là một ưu tiên với nhiều cử tri. Tại Pennsylvania, một trong những bang chiến trường hàng đầu trong kỳ bầu cử này, nhiều cử tri không ngần ngại cho rằng mối quan tâm lớn nhất của họ hiện nay là lạm phát nói chung và giá nhiên liệu nói riêng.
Là người kinh doanh thì kinh tế và lạm phát là mối quan tâm hàng đầu của tôi. Do nguyên liệu cà phê của chúng tôi đều từ nguồn nhập khẩu, nên khi giá nhiên liệu tăng, chi phí cũng bị đội lên. Hiện đã tăng khoảng 0,5 đô la mỗi kg. Đây rõ ràng là vấn đề lớn với chúng tôi hiện nay. Hiện giá xăng bình quân tại Mỹ đã xuống mức khoảng 3,8 đô la Mỹ cho một gallon, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh gần 5 đô la Mỹ hồi giữa năm nay. Nhờ giá dầu thế giới giảm cùng các biện pháp của chính quyền Tổng thống Joe Biden như xả kho dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn gần 1/3 so với thời điểm một năm trước, tạo áp lực lớn cho Đảng Dân Chủ của ông Biden trong cuộc chạy đua kiểm soát hai viện quốc hội. Bởi vậy mà trong các cuộc vận động phút chót, vị Tổng thống đã hướng sự tập trung lớn đến ngành dầu khí khi ông kêu gọi các tập đoàn năng lượng dừng kiếm lời nhờ xung đột để đầu tư trở lại cho sản xuất. Nền kinh tế vẫn đang vững vàng và giá nhiên liệu đang giảm dần. Nhưng như vậy là chưa đủ. Nhiều người dân vẫn đang phải nỗ lực để trả các hóa đơn hàng ngày. Tôi đang đặc biệt tập trung giải quyết vấn đề giá năng lượng và sẽ sớm nói chuyện với các công ty dầu khí. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngay cả với hàng loạt động thái từ khuyến khích đến gây áp lực của chính phủ, sản lượng dầu khí tại Mỹ cũng khó có thể về mức trước đại dịch trong năm nay như kỳ vọng. Những thông tin này có thể chi phối lựa chọn của cử tri và kết cục của kỳ bầu cử lần này có thể làm bài toán chống lạm phát trong năm tới càng trở nên khó đoán hơn. Trước thềm bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, vấn nạn tin giả, tin sai sự thật một lần nữa lại nổi lên, thách thức kết quả bầu cử. Tin giả ngập tràn mạng xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định bỏ phiếu của rất nhiều cử tri tại Mỹ. Từ Mỹ, phóng viên Công Tùng thông tin chi tiết. Gian lận bỏ phiếu qua thư, đánh cháo phiếu bầu, người vận chuyển lá phiếu giả mạo, rồi tin nhắn ẩn danh cảnh báo cử tri ở nhà, hay tuyên bố người đã chết đi bỏ phiếu. Hàng triệu thông tin không kiểm chứng, lan truyền, tạo nên cơn sóng thần tràn ngập các mạng xã hội như Facebook, YouTube, Twitter trước thềm bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Tin giả được lan truyền bằng đủ các thứ tiếng khác nhau, phổ biến nhất là tiếng Anh. Ngoài ra có cả tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha và cả tiếng Việt, khiến cho không ít cử tri hoang mang. Trước đó, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, thuyết âm mưu phổ biến nhất trên mạng xã hội là việc cựu Tổng thống Donald Trump thất cử là do gian lận phiếu bầu. Các thông tin sai lệch về cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đã được xây dựng trong nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng, thách thức các quan chức bầu cử cũng như các công ty công nghệ. Tin giả cũng là lời nhắc nhở khác về cách các thuyết âm mưu tạo nên sự ngờ vực đang định hình nên nền chính trị Mỹ.